tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoàng Thùy bất ngờ khoe tâm thư bố gửi trước khi lên đường thi Miss Universe. Hoàng Thùy hạnh phúc chia sẻ bức thư của bố dặn dò người đẹp trước lúc lên đường thi Miss Universe. Bên cạnh những lời chúc, sự động viên, bố của cô còn quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của cô nàng vì tiền sử bệnh trào dạ dày ngược của Á hậu khi gặp áp lực hoặc căng thẳng. Bố của Hoàng Thùy tự hào vì có cô con gái tài năng là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàng Vũ 2019. Ông bí mật thiết kế hai quyển sổ ghi lại những tâm thư thầm kín gửi đến chân dài. Với bốn gạch đầu dòng thể hiện nội dung ngắn gọn nhưng chứa đựng tình cảm dạt dào, sâu sắc của người cha đối với đứa con gái nhỏ. Trước lúc lên đường sang Mỹ, bố Hoàng Thùy nhắc nhở người đẹp, hãy mang trái tim nhân hậu đến với cuộc thi, luôn tự tin và tỏa sáng. Nếu vào đến chung kết, trả lời ứng xử thì hãy khẳng định mình là người tiên phong cho phong trào xây dựng phụ nữ. Nhớ giữ gìn sức khỏe và làm tốt công việc từng phút, từng giờ. Bố của Hoàng Thùy xứng đáng là người cha tận tâm và chu đáo hiếm có của showbiz Việt khi tận tay lựa chọn từng hình ảnh, câu nói truyền cảm hứng, giúp con gái giữ tinh thần tích cực và động lực để vượt qua mọi thử thách trong cuộc thi. Hiểu được tình cảm và sự yêu thương của bố dành cho mình, chân dài Thanh Hóa không ngừng hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng ý chí trong sự nghiệp. Đối với nàng hậu, thời gian hạnh phúc nhất chính là khi được ở bên cạnh bố mẹ và em gái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.